Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bàn luận xem là giá của iPhone 8 cũng như là iPhone 8 Plus liệu nó hợp lý hay không nhé. Đầu tiên là giá của iPhone 8 nó sẽ gồm 3 phiên bản đi, nhưng mà chúng ta sẽ tính là cái phiên bản thấp nhất là 64GB nó sẽ có giá là 699 USD, tương ứng với cả 15,9 triệu đồng. Và iPhone 8 Plus nó sẽ có giá là 799 USD, tức là khoảng 18,1 triệu đồng theo tiền Việt Nam. Và giá trò này bây giờ chúng ta sẽ thống kê ra những cái điểm gì mà nó được nâng cấp, kể cả nâng cấp nhỏ hay là nâng cấp lớn nhé. Đầu tiên là về mặt thiết kế là nó sẽ có mặt lưng kính này, rồi là nó bỏ qua cái dạng anten xấu này. Đó, tiếp theo nữa là nó sẽ hỗ trợ công nghệ sạc không dây này, có thêm tính năng thực tế ảo AR này, rồi là camera của nó thì có thể quay được 4K 60 khung hình trên giây, cũng như là 1080p 240 khung hình trên giây này. Rồi là chip thì được nâng cấp lên là Apple A11 Bionic này. Rồi là bộ nhớ trong tối thiểu nâng cấp lên 64GB. Đây, cái bộ nhớ trong tối thiểu này chúng ta sẽ dựa vào để mà đánh giá là giá bán đấy. Rất quan trọng, bộ nhớ trong tối thiểu là 64GB. Còn gì nữa không nhỉ? Nó cũng sẽ sạc nhanh hơn qua cáp. Apple họ không nói, họ chỉ ghi đúng dòng chữ là fast charge cable hay gì đâu, kiểu thế. Đấy. Nhưng mà có lẽ tốc độ sạc sẽ được cải thiện hơn, chứ không hẳn là sạc nhanh nữa. Sạc nhanh hẳn họ đã công bố rồi. Phải công bố chuẩn sạc mới đúng không? Ngoài ra thì chắc có lẽ dung viên pin dung lượng nó không biết là có tăng hay không, nhưng mà thời lượng dùng nó cũng sẽ tăng hơn một chút theo những cái đà phát triển này. Không biết được dung lượng pin bao nhiêu tại vì họ không công bố, và dung lượng RAM cũng không công bố, có lẽ vẫn giống như các thiết bị cũ là 2 và 3 GB thôi. Và ngoài ra nữa thì màn hình vẫn là 4.7 inch độ phân giải HD cộng này, rồi là 5.5 inch độ phân giải là Full HD đối với phiên bản iPhone 8 như iPhone 8 Plus này, rồi là vẫn có 3D Touch, vẫn có Touch ID này, vẫn có kháng nước kháng bụi, vẫn có hai loa kép đó. Về cái màn hình thì họ có một vài dòng chữ, ví dụ như True Tone thì chúng ta biết rồi này. Có dòng chữ kiểu như Wide Color Cinema, có nghĩa là nó sẽ hỗ trợ giải màu phim rộng hơn, thì nó cũng có nghĩa họ không nói rõ về vấn đề đó. Chúng ta chỉ cần hiểu nó là màn hình nó có chất lượng tốt hơn, giải màu rộng hơn là được rồi. Có nghĩa là chất lượng màn hình cũng sẽ ok hơn. Vậy thì với tất cả những yếu tố trên mà giá là 15,9 triệu với cả giá là 18,1 triệu đi, thì theo em thấy là nó có xứng đáng hay không? Anh nghĩ là cái sản phẩm này thì nó sẽ không bị đội giá khi mà về Việt Nam đâu. Không bị đội giá quá nhiều. Thế bây giờ giá công bố là iPhone 8 64GB là 16 triệu và iPhone 8 Plus phiên bản 64GB là 18 triệu, chênh nhau 2 triệu, đúng 100 đô đúng như Apple công bố này. Thì theo anh là về Việt Nam giá hai con này lần lượt là bao nhiêu? Lần lượt có thể sẽ là con này một con sẽ là 17 và một con là 20, nghĩa là về Việt Nam sẽ chênh lệch khoảng 3 triệu. 17 và 20 triệu. 17 và 20, anh đoán như vậy. Vậy coi như là nó xấp xỉ với giá của iPhone 7 và 7 Plus. Nhưng mà đánh đổi là chúng ta sẽ có cái bộ như trong 64GB. Đúng, đấy mới là cái mà gọi là chúng ta tính về mặt giá trị của Apple hay định giá thôi. Chứ còn lại đối với bộ như trong 64GB thì nó không thể nhiều bằng những cái nâng cấp trên được, đúng không nào? Tất nhiên là chúng ta không thể so cái nâng cấp ở thời điểm bây giờ so với một cái một năm trước. Đúng. Mà bây giờ là so với cái khởi điểm những cái mà chúng ta đang có. Thì như vậy thì coi như là được 64GB, mình nghĩ giá này cũng hợp lý rồi. Mình cũng nghĩ là mức giá này là mức hợp lý. Và mình cũng sẽ đoán là về Việt Nam thì nó không được đội giá quá cao như là những cái thiết bị iPhone trước, mà đội giá lên nhiều khả năng sẽ là iPhone 10. Nghe lại thì sao? Có lẽ là vậy, tại vì con 10 sẽ là con rất hot, tại vì nó là con chủ lực, và thực ra là người ta có xem phút cuối cũng vì con iPhone 10 thôi. Chứ còn hai con 8 và 8 Plus thì mình thấy nó bình thường, tại vì những cái gì thay đổi mà mình kể ra thì mình cũng thấy nó không gì đặc sắc lắm. Đó, còn các bạn cảm thấy sao về giá của iPhone 8 và iPhone 8 Plus? Liệu giá của nó có hợp lý hay không? Và theo các bạn thì khi mà về Việt Nam thì bộ đôi này sẽ được bán với mức giá là bao nhiêu? Xin mời để lại ý kiến ở phía dưới video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.